Rồi xin chào tất cả các bạn. Quay video ngược. Thôi nói trước quay sau. Đây cặp cầm. Cặp cầm dành cho anh em lên xe DD với lại xe custom đời đầu có tắt đèn pha nha anh em. Đây mình quay chi tiết cho anh em coi nha. Rồi. Đó, cái đây là hàng full xé bịch nha anh em. Dành cho anh em lên xe cộp nha. Đây con tắt đèn pha này. Những cái cặp cầm của xe cấp mà cái tâm đề đầu mà nó có tắt đèn pha nó siêu hiếm luôn, hầu như là nó không có, nó chỉ có cái loại mà không có cái con tắt này thôi thì rất là nhiều. Hiện tại thì bên mình cầm mà không có con tắt này, bên mình tháo xe rất nhiều, nhưng mà cái loại mà có con tắt này là nó siêu hiếm nha các bạn. Đó, nó rất là hiếm nha. Đó, cái này dành cho anh em lên xe DD nè. Đó, nó có con tắt đèn pha này. Cái này hàng xe bịch nha anh em, hàng xe bịch. Đó, quá đẹp luôn, giá nó cũng không mắc lắm. Anh em lên xe cộp, lên xe cộp đó, cái tâm đời đầu tâm 2 tâm 4 các bạn. Còn cái tâm mà từ 93 trở đi là nó đã không có cái con tắc này rồi các bạn. Đó, nó mất cái con tắc này nha. Đấy, cặp cầm dành cho anh em lên xe DD với lại custom đời đầu quá đẹp luôn. Đó, đồ xé bịch mình rất là nhiều nha, đồ Nhật nha anh em, mới mà mới Nhật chứ không phải là mới Trung Quốc nha anh em. Mới Trung Quốc rồi vứt ngoài sọt rác nha các bạn. Ở đây là mới Nhật hết nè. Thì anh em có nhu cầu lấy món nào anh em cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Ổ khóa DD nè các bạn. Này, ổ khóa DD nè. Đẹp quá cháy luôn nha anh em. Đó. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nha. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới kênh video phụ tùng điện xe cấp. Anh em lưu ý mấy cái cặp này mấy triệu lận, mà nhiều khi gặp mấy người lừa đảo nó bán vài trăm ngàn, 1 triệu là coi như là dính cháu luôn nha anh em. Cho nên khi anh em mua đồ ở bất kỳ ở bất shop nào, anh em nhớ liên hệ coi trực tiếp mặt của thằng bán để tránh nó lừa đảo nha anh em. Còn nếu anh em không thấy được cái mặt của nó là lừa đảo chắc 100% luôn nha. Đó là cách xác minh nhanh nhất mà tìm ra được lừa đảo mà. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng điện xe cấp nha.